Muốn săn quả bóng vàng thì đến Real Madrid, phải không nhỉ? Đó là suy nghĩ của nhiều người, chắc chắn rồi. Lịch sử đã chứng minh điều đó, tuy nhiên có người lại có cách nhìn khác. Không dài dòng nữa, cái tên mà tôi đang nhắc đến là Jamal Musiala. Tài năng trẻ số 1 của Bayern Munich và tuyển Đức đang cân nhắc một bước đi táo bạo, chuyển đến Man City để tìm kiếm bước ngoặt mới trong sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình. Dù Real Madrid nổi tiếng với việc sản sinh ra những ngôi sao từng giành quả bóng vàng, Musiala có lý do riêng để xem xét Man City. Một trong những yếu tố quan trọng là tầm ảnh hưởng của Premier League trên toàn cầu. So với Bundesliga, ngoại hạng Anh có lượng người theo dõi và danh tiếng rộng lớn hơn rất nhiều. Điều này không chỉ mang lại cơ hội để tỏa sáng trên sân cỏ mà còn giúp xây dựng tên tuổi ở quy mô toàn cầu. Matthijs de Ligt, người đồng đội cũ của Musiala mới đây cũng thẳng thừng tuyên bố về sức hút của Premier League. Ngôi sao thuộc biên chế Manchester United cho rằng EPL không chỉ là sân chơi khốc liệt hơn, mà còn là nơi thu hút sự chú ý của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới, tạo điều kiện để cầu thủ khẳng định giá trị cá nhân. Điều này chắc chắn là một lợi thế lớn đối với một cầu thủ trẻ giàu tham vọng như Musiala. Nếu đến Man City, Musiala có thể đóng góp một vai trò lớn trong việc thay thế Kevin De Bruyne. Cầu thủ luôn là tâm điểm trong lối chơi của Pep Guardiola. De Bruyne không chỉ là một kiến tạo viên xuất sắc mà còn là linh hồn của đội bóng. Musiala với sự nhạy bén và khả năng sáng tạo hoàn toàn có thể kế thừa vai trò này. Sự linh hoạt của Musiala trong việc chơi nhiều vị trí từ tiền vệ tấn công đến cánh giúp anh dễ dàng thích nghi với lối chơi của Pep Guardiola. Đội hình Man City được xây dựng với triết lý tấn công toàn diện và Musiala có thể trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong sơ đồ của Pep. Sự tinh tế, khả năng đọc tình huống nhanh nhạy và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Musiala là những gì mà Man City đang cần để tiếp tục duy trì sức mạnh hàng đầu tại châu Âu. Guardiola không chỉ tạo ra một đội bóng mạnh mẽ mà còn xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả nơi các cầu thủ không chỉ phát triển về mặt chiến thuật mà còn trở thành những ngôi sao toàn diện. Musiala có thể thích nghi nhanh chóng nhờ triết lý bóng đá mà Pep đã xây dựng ở Man City. Tuy nhiên, một yếu tố cần chú ý là tương lai của Pep tại Man City. Guardiola từng gợi ý về khả năng rời câu lạc bộ sau khi hợp đồng của ông kết thúc vào năm 2025. Mọi chi tiết về một bản hợp đồng mới giữa hai bên vẫn còn là một ẩn số, nhưng rõ ràng là được làm việc với chiến lược gia đại tài như Pep cũng sẽ là một cám dỗ không hề nhỏ. Nhưng nên nhớ rằng Bayern Munich cũng không chịu ngồi yên để mất đi tài năng số 1 của mình. Musiala là niềm tự hào của Bayern Munich và bóng đá Đức và họ sẽ không để một ngôi sao như vậy ra đi mà không đấu tranh. Với tầm quan trọng của Musiala, Bayern sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ những đội bóng hàng đầu châu Âu như Man City và Real Madrid. Việc Musiala có thể rời Bayern không chỉ đơn thuần là quyết định cá nhân mà còn mở ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Bayern Munich, Man City và Real Madrid. Cả ba đội bóng này đều có sức hút riêng với những ưu thế khác nhau về danh tiếng, lối chơi và cơ hội giành danh hiệu. Tuy nhiên, Man City dưới thời Pep có thể là bến đỗ hoàn hảo cho Musiala trong hành trình chinh phục danh hiệu cá nhân cao quý như quả bóng vàng. Hệ thống bóng đá tấn công, khả năng phát triển cầu thủ và sự ổn định của đội bóng đã khiến Man City trở thành một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Với Musiala trong đội hình, Man City sẽ càng mạnh mẽ hơn trong những tham vọng chinh phục cả trong nước lẫn quốc tế. Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất vẫn là việc liệu Musiala rời Bayern để đến Man City có phải là quyết định đúng đắn? Có thể đây là bước đệm hoàn hảo để anh chinh phục quả bóng vàng, hoặc cũng thể là sai lầm khiến sự nghiệp của anh chững lại. Nhưng điều chắc chắn là mọi ánh mắt sẽ dõi theo quyết định của Musiala. Và dù chọn Man City hay Real Madrid, sự nghiệp của anh sẽ trở thành một đề tài nóng bỏng trong thời gian tới. Bạn nghĩ sao? Liệu Musiala có đang chọn đúng con đường để săn quả bóng vàng hay đây chỉ là một nước cờ mạo hiểm?